Đây, cái ảnh gif của mình vừa tạo đây. Mình sẽ mở lên. Thì các bạn có thể up cái ảnh gif này lên trang web hoặc bất cứ đâu. Xin chào các bạn, sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách làm ảnh gif, ảnh động bằng Photoshop. Ví dụ chúng ta có một đống ảnh như thế này. Các bạn sẽ copy cái đường dẫn đến folder chứa đống ảnh này. Sau đó vào Photoshop, vào File, vào Script, Load File into Stack. Chọn vào Browse, Ctrl V. Dán cái đường dẫn này vào, OK. Đây, chúng ta sẽ load một đống ảnh này vào cùng một file. Giữ Shift, chọn hết tất cả các ảnh này. Ấn OK. Ấn OK để load tất cả các ảnh này vào cùng một file. Đây, như các bạn thấy thì các layer nó đang nhảy vào cùng một file đây. Đây, các bạn thấy nó tất cả các layer đều nhảy vào cùng một file này. Chúng ta sẽ phải chỉnh lại kích cỡ một chút cho nó vừa với khung hình. Và những khung hình nào mà các bạn muốn nó có nền trắng thì chúng ta sẽ tạo một layer mới này. Đổ màu trắng. Sau đó chúng ta sẽ ấn Ctrl E để gộp lại. Để cho nó có cái nền trắng. Đấy, sau khi chỉnh sửa xong chúng ta sẽ được một đống ảnh như vậy. Tiếp theo, để làm ảnh GIF, các bạn vào Windows. Chọn Timeline. Bạn nào dùng phiên bản CS6 mà không có cái timeline này thì các bạn tìm từ khóa là kích hoạt lại 3D và timeline trong Photoshop CS6 nhé. Vào Windows này, chọn Timeline. Ở đây các bạn chọn là tạo khung ảnh chuyển động. Tiếp theo các bạn vào phần cái ô này và mình chọn là tạo khung hình từ các cái layer. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo thành một đống khung hình đây. Mỗi khung hình này là một layer. Sau đó các bạn ấn play để xem trước. Đó. Cái này bị nhanh quá. Các bạn sẽ chọn hết tất cả các khung hình vừa tạo này. Sau đó là kích vào phần thời gian ở đây. Mình sẽ để cho mỗi khung hình là 1 giây. Sau đó ấn play để chạy. Các bạn thấy là khung hình nó sẽ chuyển chậm hơn. Cái này nhanh chậm tùy các bạn cài đặt về thời gian tồn tại của từng khung hình ở đây. Mình sẽ ấn tạm dừng. Các bạn cũng có thể thay đổi vị trí của các khung hình. Mình sẽ cho nó lộn xộn đi. Rồi, đề xuất cái ảnh này thành ảnh GIF, ảnh động. Các bạn vào File, Export, Save for Web hoặc dùng phím tắt là Ctrl Alt Shift S. File, Export, Ctrl Alt Shift F này, Save for Web. Đây các bạn cứ để mặc định thôi. Định dạng sẽ là ảnh GIF. Kích thước nó sẽ lấy theo kích thước của file hoặc các bạn tự cài. Chất lượng ở đây thì có một vài loại chất lượng từ thấp đến cao. Càng chất lượng cao thì ảnh nó càng nét và kích thước của ảnh nó càng nặng.
mình để mặc định nhé. Sau đó mình ấn save. Mình sẽ lưu ra desktop. Đặt tên là ảnh gif. Ở định dạng thì mình sẽ để là chỉ lưu ảnh thôi. Ngoài ra nó còn lưu cả trang web để các bạn up lên web cơ. Mình sẽ chỉ cần ảnh thôi. Để nó xuất ra chỉ ảnh gif thôi. Sau đó ấn save. Các bạn đợi một lúc. Như vậy là đã xong. Bây giờ mình sẽ ra ngoài màn hình này. Đây cái ảnh gif của mình vừa tạo đây. Mình sẽ mở lên. Các bạn có thể up cái ảnh gif này lên trang web hoặc bất cứ đâu. Mình xin kết thúc cái video này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau. Các bạn đang có nhu cầu thuê vẽ 3D khối cảnh quy hoạch, kiến trúc, nội thất, cảnh quan, hoặc muốn học vẽ 3D với 3DS Max và Photoshop, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại, Zalo ở phía dưới nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.